Tự Long, khắc chế của Tuấn Hưng từ Táo Quân đến anh trai vượt ngàn chông gai. Đã bảo rồi, thiên lôi thì chỉ có sấm chớp thôi. Hưng là chỗ này, anh nói thật em là chỗ này em hay trượt đấy. Anh nói chuyện với em cứ nhẹ nhàng, anh đừng bắn em. Em review em, lại xem anh mắng em câu nào đâu. Anh âm lượng anh to, anh em bé nhất nhà. Âm lượng to. Không phải quan điểm của em là cứ ai nói to tức là đang mắng mình, Hưng là chỗ này, anh nói thật em là chỗ này em hay trượt đấy. Anh bắn em thì âm lượng anh to anh. Em bé nhất nhà. Anh chỉ ngọt ngào lúc đầu. Không. Anh mắng em mà. Không. Bảo yêu bao thương mình xong lại quay ra quát mình. Review lại xem anh mắng em câu nào đâu.